Cậu bé thần đồng đội Nhật Nam từng gây bão với hàng loạt thành tích khủng khiến ai cũng choáng ngợp. Hẳn là trong trí tưởng tượng thì bạn vẫn nghĩ Nhật Nam là cậu bé 10 tuổi. Nhưng không, hôm nay đội Nhật Nam đã tốt nghiệp trung học phổ thông rồi đấy nha. Và thời gian đúng là trôi thật nhanh đúng không nào? Nhật Nam sinh năm 2001, từng hai lần được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam, dịch giả nhỏ tuổi nhất và người viết tự truyện nhỏ tuổi nhất. Vào năm 2014, Nhật Nam nhận được học bổng của trường St. Paul, sau đó học tại trường phổ thông Church Farm School tại Mỹ. Cuối năm 2018 vừa rồi, đội Nhật Nam cũng đã trúng tuyển vào một trường đại học của Mỹ với học bổng là 71.900 đô một năm, tức là khoảng 6,6 tỷ đồng cho 4 năm học. Pomona College, một trường tư thục có lịch sử lâu đời nằm cạnh Los Angeles. Được biết, lên đại học, Nhật Nam sẽ theo học ngành âm nhạc. Chị Phan Hồ Điệp, mẹ của đội Nhật Nam chia sẻ, ngày hôm nay đối với mẹ thật sự đặc biệt. Hôm nọ em chia sẻ rằng có thể em sẽ học ngành âm nhạc. Mẹ thật sự rất bất ngờ vì đó là điều mẹ chưa nghe thấy em nói bao giờ. Nhưng mẹ chỉ mỉm cười vì mẹ làm sao có thể lấy kinh nghiệm ít ỏi của mình để đặt lên em. Nên nếu em chọn gap year, em học âm nhạc hay bất cứ điều gì khác thì mẹ vẫn luôn ủng hộ. Vì em trước hết cần được trải nghiệm để trưởng thành. Chắc hẳn bố mẹ của Nam cũng đã rất tự hào về con trai của mình. Những cảm xúc vỡ òa khi mà gia đình gặp nhau trong ngày Nam chính thức tốt nghiệp phổ thông. Rồi Nam sẽ lại bước đi tiếp trên con đường của chính mình đã chọn, và đương nhiên ba mẹ vẫn sẽ luôn ủng hộ Nam và đồng hành cùng với Nam.